Dễ thương, đã nói rồi nhìn cái là ưa liền. Đúng rồi. Nhà gái không thích điều gì ở đàn ông, ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ, keo kiệt ạ. Keo kiệt. Có khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn, dạ, bỏ mẹ chợ luôn không? Có, có. Có luôn hả? Có điện mày đang đâu vậy? Con nói, ủa con ở nhà đó mẹ, mẹ đâu à? Mày mày đi chở đi đâu mẹ hỏi tao? Bắt tay một cái. Dạ. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Khi mà hai đứa tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên. Bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình cho nhà trai nghe cái coi nào. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào bạn Nam ạ. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng. Năm nay em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Nghệ danh Băng Băng hả? Nghệ danh Băng Băng, có đi biểu diễn chưa mà mình có nghệ danh? Dạ, nghệ danh này là từ nhỏ của em tới lớn rồi. Rồi thôi, sơ sơ là vậy đó, giờ tới nhà trai đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp ạ. Em sinh năm ngày tháng 4, 95. Hiện tại thì hơi run. Hiện tại thì hơi run hả? Gái ta mạnh dạn rồi, ta thoải mái lên. Hiện tại đang làm gì đây? Dạ, hiện tại thì em đang phụ giúp gia đình nè. Cơ khí. À, cơ khí. Dạ, quê con ở Long An. Sài Gòn á, và Long An kiểu như có xưởng ở dưới. À, tức là xưởng ở đó nhưng mà mình có thể gọi là cung cấp bất kỳ nơi đâu đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình đội nón cho nó xì tay chút hay sao? Dạ, không phải. Hiện tại em đội nón là do có một chút xíu vấn đề riêng của em. Thì em cũng chia sẻ luôn là em có bị một chút xíu tai nạn nhỏ thì hiện tại là em cần phải đội nón. À, rồi. Dạ. À, đội nón cũng ngầu ha. Cái này chắc mọi người cũng hiểu vì lý do sức khỏe nha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của nhà gái sao nè? Về điểm mạnh của em thì nấu ăn, biết may đồ và đợt trước thì em có biết chơi bóng chuyền nhưng mà xảy ra một tai nạn là gãy tay nên là em đã nghỉ chơi bóng rồi. Đi chạy xe tai nạn. À, điểm yếu của em là hơi nhút nhát trước đám đông, em sợ người khác mất lòng. Giờ nó đỡ hơn một xíu. Nhà trai sao? Điểm mạnh, điểm yếu sao nè? Thì điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, làm việc nhà, với lại em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người, cái làm trò vui cho nhà đình vui á. Vậy là tốt rồi. Có tật xấu gì không? Dạ, em bị hay quên với lại hơi hậu đậu một chút xíu. Mẹ dặn làm đó, cái hay quên, cái em quên, cái không làm luôn. Có khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn, dạ, bỏ mẹ chợ luôn không? Có, có. Có luôn hả? Có điện mày đang đâu vậy? Con nói, ủa con ở nhà đó mẹ, mẹ đâu à? Mày mày đi chở đi đâu mẹ hỏi tao? Bắt tay một cái. Dạ. Ừ. Tại vì chị cũng đã từng quên bà vú của chị ở chợ lần rồi. Bà vú hỏi, con đang đâu? Con đang nằm nhà nè. Rồi con nhớ con quên gì không? Con đâu quên gì đâu. Cái bà vú bà kêu chứ, mày quên tao ở chợ chứ ở đâu? Đó, một cái vụ án mà chấn động luôn á. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia, mình hỏi cái tình trường của bạn bên kia như thế nào nha. Em trải qua 3 mối tình. Mối tình 1 thì được 1 năm, cũng có xảy ra nhiều xích mích với nhau. Tại do là em muốn bạn tốt hơn, về ví dụ bạn bỏ hút thuốc và bạn cũng hay đến nhau nữa. Nên là em muốn bạn tốt hơn nhưng mà càng về sau thì bạn lại không làm lại những cái điều đó và là xích mích nhiều. Nói chung là cái mối tình cũng còn trẻ cho nên là hai bạn không ai chịu nhường ai hết. Ba mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc lắm. Dạ đúng rồi. Hiệp mấy mối tình Hiệp? Dạ em thì cũng 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là mấy năm Hiệp? Dạ 3 năm. Bạn đó không trân trọng và tôn trọng em. Lúc nào em cũng là người xuống nước và xin lỗi trước hết. Không cần biết là lý do gì. Em kiểu bạn đó không thay đổi, em bảo bạn đó thay đổi, sửa đi. Tại em cũng vì bạn đó em thay đổi. Mà tại sao bạn đó không thay đổi vì em? Rồi, không cùng cái quan điểm mà ha. Dạ. Rồi bây giờ thì Hiệp muốn người tình của mình như thế nào? Cũng giống như em này, thích cười, vui vẻ, cũng hòa đồng. Em quan trọng ở con tim và cảm xúc mình hơn. Cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ. Xấu đẹp gì cũng được đúng không? Nếu mà nói xấu đẹp thì cũng phải ưa nhìn một chút chị ạ. Bên đây nhìn một cái là ưa liền luôn á. Ưa không? Ưa lắm, ưa luôn. Bên đó sao nè, coi như nó giống nhà trai không nè. Về ngoại hình thì bạn phải cao hơn em.
Còn về tính cách thì bạn phải trưởng thành và biết lắng nghe rồi chia sẻ với người yêu của mình. Rồi mẫu hình, có mẫu hình nào mà bên đó hướng tới không em gái? Dạ thì giống Trấn Thành ạ, tại vì em hâm mộ chú. Trấn gì đây? Giống không? Bên kia giống Trấn Thành đúng không? Đây giống á, đây cũng Trấn Hiệp à. Không giỡn đâu, để tôi qua tôi coi coi nhà gái sao xinh này ha. Dễ thương, đã nói rồi, nhìn cái là ưa liền. Đúng rồi. Nhà gái không thích điều gì ở đàn ông? Ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ, keo kiệt ạ. Keo kiệt? Hiệp có keo kiệt không Hiệp? Dạ không anh ơi. Không có. Tiêu chí hai bên nghe hết rồi nha. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao rồi cái mình cho gặp mặt thôi. Em đi với ai? Dạ em đi một mình thôi ạ. Dạ em cũng đi một mình luôn. Một mình, yên tâm có... Có ông Mai bà mối rồi. Khỏi lo, bây giờ hai đứa gặp nhau đi ha. Mở rào. Nhà gái thông cảm nha, nhà trai có bệnh rồi nè, đồ nó ấm đầu. Dạ em có muốn, anh có muốn quà tặng em? Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà tặng anh là này là sinh nhân hai mặt anh hùng. À, em mong anh là cũng sẽ mạnh mẽ như nó để bảo vệ người mình hơn. À, anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh đứng đó, đứng đó kia kia. Mở món quà tặng em gái cái gì đó. Em cứ mở thử đi. Là một cái móc khóa thôi. Thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa lại tình cảm nó lại chỉ giữ riêng và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một con đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Không biết cảm nhận của em về anh như thế nào? Em khá thích cái giọng nói của anh, nghe rất ấm. Thấy body anh sao? Nó có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng 80%. Cái sở thích của em nó như thế nào á, xem mình cái sở thích của anh và em nó có giống nhau nhiều hay không? Anh thích chơi game không? Có. Dạ em rất thích chơi game. Hai đứa lấy nhau gì chơi game rồi biết. Tại vì cái ngành của em là em sẽ tiếp xúc rất là nhiều người, trong đó có sẽ những bạn nam, thì không biết là anh có thông cảm chuyện đó không? Không, không sao cả. Quan trọng là khi mình đã có cảm ơn nhau thì em phải tin tưởng em chứ. Anh cũng sẽ có những mối quan hệ, cũng có những bạn, cũng có những cuộc xã giao như nọ, thì cũng sẽ có nam và nữ ấy. Thì anh tin ở em thì anh cũng muốn em ở tin ở anh. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Khi mà hai đứa tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên. Bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Thật ra vậy nè, mấy cái chuyện mà những cái ngày kỷ niệm á, đối với chị á nha, lỡ mà bạn trai có quên á thì không sao đâu, bạn gái cứ nhắc đi. Không có sao, mấy cái đó nó cũng không có là quá quan trọng để mà chúng ta cứ phải chăm chăm vào cái việc đó để mà bắt lỗi nhau. Có cái mẹo á, mình không nhắc mình nhờ ai nhắc. Đúng rồi. Giả bộ Google đồ viết Facebook đồ là người ta nhớ à. Rồi bây giờ mình thấy bạn gái thì sao? Thì em thì bạn khá là xinh, rất là dễ thương, nói chuyện cũng có duyên nữa. Tại em thích những người con gái có nụ cười đẹp. Đó là điểm nhấn có thể thu hút em. Với lại em thấy bạn cũng khá là cười nhiều. Em cũng thích những bạn cười nhiều nữa. Tại vì khi mình cười nhiều mình sẽ rất là tự tin bản thân của mình. Cũng như em vậy nè. Ở bên đây chị cười cũng nhiều lắm nè. Dạ em thấy chị xinh mà. Được đó Hiệp. Bây giờ Hiệp tới nắm tay bạn gái ha. Rồi nhìn mặt bạn gái rồi hát một câu gì đó, một đoạn nào đó, hay nói những lời yêu thương ngọt ngào nào đó. Cho anh xin phép nắm tay nha. Dạ. Thấy thương không? Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Vui mà, vui mà. Bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều á. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta rồi đi ra. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, nắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi.
Thì em đang cảm thấy là hơi hồi hộp khi nắm tay bạn đó. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh thì nó cũng đơn giản thôi. Vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai vậy đó. Tại bởi vì anh thực sự đây, anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ. Anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà cả hai có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Em ở riêng hay ở chung cũng được. Nếu mà hai đứa về chung một nhà thì quan điểm của em là mong là hai đứa sẽ hiểu nhau hơn, nhìn nhận nhau nhiều hơn và sẽ hiểu cho công việc của mỗi người hơn. Rồi, về chỗ đi, được rồi đó. Thì bên nhà trai là đứng hình rồi đó. Ha. Riêng nhà gái thì nhà gái rất là thích một cái câu nói của bạn này. Đó là anh rất là thương ba mẹ. Bây giờ hai đứa nhỏ để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Đó, đẹp đôi mặt đó. Ông vui ra mặt luôn. Em tin vào trực giác với con tim mình. Cho nên em nghĩ bạn sẽ bấm. Tự tin như vậy là tốt. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi đó, coi như được cái màn hình đó đó. Mình xin phép hai bác. Dạ, cho con phép, con chào hai bác trước à. Thì đây thì xin phép hai bác có thể cho con quen bạn và con sẽ cố gắng để luôn làm cho bạn nó vui và hạnh phúc, và lúc nào bạn nó cũng sẽ cười hơn là gơ những lòng chụp giật lại. Hay quá. Dạ, mình nói cái gì đi? Thế an lòng chưa? Bạn gái cũng rất là e thẹn mắc cỡ. Thôi thì hai đứa cố gắng dìu dắt nhau nha, tìm hiểu nhau và thông báo tin vui ngày sớm nhất cho chương trình được biết nha. Hôm nay thì chương trình có thêm một số món quà dành cho hai đứa nè. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm. Hãy giữ lấy tất cả những gì mà chúng ta có trong ngày hôm nay. Chúc các em thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy là chúng ta đã rất là vui khi mà hai nhỏ nó bấm nút hẹn hò nhau đúng mà mối. Đầu xuôi đuôi lọt. Đúng rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì mời tiếp cặp đôi thứ hai ra thôi. Mời quý vị. Xin chào mọi người, mình tên là Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng, mình sinh năm 99. Cảm xúc của mình đến với chương trình là hôm nay khá là hồi hộp và rất là vui, cũng mong là sẽ gặp được bạn trai ưng ý với mình. Hình mẫu lý tưởng của Băng là mong bạn nam sẽ trưởng thành một xíu và bạn biết lắng nghe, chia sẻ với người yêu của mình. Em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người, cái làm trò vui cho nhà đình vui á. Băng có chuẩn bị một con gấu bông, đó là hai người siêu anh hùng. Băng mong là bạn nam sẽ có sức mạnh như hai người này để bảo vệ người mình thương. Các bạn ơi, hãy cho mình một cơ hội đến với chương trình, thử sức biết đâu mình tìm được một nửa của mình. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp, mình sinh ngày 5 tháng 4 năm 95, mình hiện tại ở Sài Gòn nha. Khi mà đến chương trình á thì cảm thấy là vui, kiểu cũng hơi hồi hộp với bò hồi như chút xíu, không biết là những cái diễn biến sau nó sẽ như thế nào, mình ra sao thôi. Mình cũng mong muốn chương trình là mai cho mình một bạn nữ cảm thấy là khá, cũng có một chút gì đó phù hợp với mình. Nếu mà phù hợp được cái phần trăm càng nhiều thì càng tốt, thì không được thì mình cũng có thể nói chuyện và tìm hiểu thêm cũng được à. Mình thích một bạn nữ vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, kiểu cũng đôi lúc cũng biết suy nghĩ, thích cười chẳng hạn. Hôm nay mình đến chương trình á thì gia đình mình đều quý cả, thì gia đình mình cũng khá là bất ngờ khi mình tham gia chương trình này. Ôi, hôm nay được mời lên chương trình luôn, giữ ta kiểu là cảm xúc vui vậy đó. Hôm nay mình đến tham gia chương trình, mình có tặng một món quà, tuy nó không lớn nhưng mà nó nhỏ nhưng mà nó lại cứ là có ý nghĩa đối với mình và bạn nữ hoặc là những người sau này. Là một cái móc khóa
Thì món quà của anh tặng á, là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó nó sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa đàn tình cảm nó lại chỉ giữ yên riêng và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một con đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ, nếu hôm nay chương trình có tha mang đến cho mình một bạn nữ không vừa ý lắm thì mình vẫn có thể làm bạn với nhau mà. Mình có thể làm bạn mà có thể nói chuyện tìm hiểu với nhau sau, nếu mà biết đâu sau này cũng có thể thành đôi hay sao. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh á thì nó cũng đơn giản thôi. Vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai vậy đó. Tại bởi vì anh thực sự đây anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ. Anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà hai có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Chúc mừng. Lý do mình đồng ý bấm nút với bạn Nam là bạn có giọng nói khá là ấm. Mình tin là bạn sẽ là một người ấm áp. Bạn yêu thương gia đình. Em nghĩ là bạn yêu gia đình thì chắc bạn sẽ yêu người yêu của mình sẽ như vậy. Thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả. Ở bạn nữ có những điểm là khiến em cảm thấy là bạn khá là nhẹ nhàng và dịu dàng trong cái việc cách nói chuyện. Với lại bạn cũng khá là duyên, rất là xinh. Đó là kiểu cảm xúc của em khi mà nói chuyện và đứng gần bạn á, thì em cảm thấy rất là hồi hộp, như là nó hơi gấu chút xíu. Bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều á. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta được đi ra. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, cắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi. Thì anh cũng có dự định suy nghĩ rồi, nhưng mà anh muốn kiểu anh và em trao đổi hơn thêm một chút để biết được, rồi sau đó mình sẽ giao được một cái cuộc hẹn để cho hai đứa nó sắp xếp được cái thời gian và công việc hay gì đó ổn định hơn để mình gặp nhau trong một cái hoàn cảnh là thoải mái hơn. Mình có thể sắp xếp một ngày nào đó mình có thể đi uống nước, uống trà sữa gì đó, mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hiện tại là sức khỏe và tay của em nó đã ổn hơn chưa? Tay em bị gãy tay phải, cổ tay á, nhưng mà cũng khá là, cũng cách đây 2-3 năm rồi, nên là giờ nó cũng bình phục rồi. Nhưng mà nếu mà làm việc nặng gì quá thì nó sẽ đau lại thôi. Vậy thì em cố gắng giữ sức khỏe với lại giữ cái cổ tay của mình được tốt và đừng có bị vận động nặng. Thì anh nghĩ nếu mà những người mà đã từng bị chấn thương á, sẽ dễ bị tái lại lắm. Thì em cố gắng giữ những làm đừng nhận việc nặng quá, có thể nhờ ai đó hay gì đó hỗ trợ cho mình cũng được. Anh có thể cho em biết anh bị tai nạn gì không ạ? Thì anh bị tai nạn cũng khá là nặng. Anh bị ở phần đầu, anh bị chấn thương sọ não. Do anh đi làm về và anh bị xe quẹt. Người ta tông, người ta quẹt anh xong ta chạy luôn. Hiện tại thì anh cũng ổn rồi, cũng đỡ hơn nhiều, nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện hết. Chắc không sao đâu. Anh nghĩ là cũng không sao. Để một thời gian nữa thì mình mới biết được, tại vì hiện tại anh thấy sức khỏe anh đang tốt và đang hồi phục ổn á. Cho anh xin phép nắm tay nha. Dạ. Cao hơn em từ 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Nghĩ sao có múi thì em thích 6 múi càng tốt. 3 vòng ổn định. Cái gì? 3 vòng ổn định ạ. 3 vòng ổn định 90, 60, 90. Rồi, mời em gái. Rồi, bạn Nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrand Biên Hòa, và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy tòa án trí tuệ, tòa án tư duy. Mà đối tượng của mình là các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai.
Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Cậu em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về kỹ thuật trưởng vô tuyến điện tử ở 917 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền, ngoan rồi. Hiền, ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy bạn đều nói đa số như nhận vậy. Xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke, nói chung là hát cũng được. Thích chứ... hát? Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ dạ cho bạn gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Bây giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm. Vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói, với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi mấy nhạc. Bạn em nói là nhẹ đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng em rồi. Đâu có gì vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì. Say you do, do 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 gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ ưu điểm của em là thích thể thao. Thích ca hát. Ca hát. Ca hát luôn nữa. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương luôn một chiều. Xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá, tưởng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ. Nhưng đây không như mơ, anh vẫn mong chờ, vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tư tế để yêu. Độc thân các ê vì trong tư thế ngang cao đầu, bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới. Vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương. Bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả? Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn ạ. Hả? Bừa bộn. Có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? Khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào, ba phải. Nghĩa là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn hồi là mình đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để câu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thông thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình là nhà ba mẹ biết không? Dạ không. Vậy cho ba mẹ khó rồi gửi ba mẹ la sao? Dạ cái đó về tính sau. Vậy à, có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? À, cũng được trải qua 3 năm, thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? À, lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? Em chỉ yêu đơn phương thôi, chứ không phải... À, yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà không dám tỏ tình hay sao? Không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha.
cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể ra để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi 7-8 múi được không em? À, dạ được luôn, miễn có múi là em thích. Nói chung bộ đội á, là thể lực rất là tốt, em yên tâm đi ha. Không biết có múi hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có múi không? Có múi không? 4 múi đó chị ạ. Hả? 4 múi. 4 múi hả? Ráng tập cho thành 6 múi nha. Chiều cao, cao. Hả? Có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ông đừng có gì đâu. Chiều cao có thể là 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn, không ăn chơi nhảy múa. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng của ấy muốn khi nào ạ? Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết sao em biết? Em chưa quen ai, em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi, anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu, nhưng mà anh thì ít quan tâm á. Đi qua coi coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Để hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ, em chưa. Một cái nét đẹp, dễ thương, hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha. Giống như Kim Song Dong vậy đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương. Đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh. Em với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi á hả? Dạ sinh đôi. Rồi nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm. Chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngồi kích nổ cho chị em. Hay. Anh rể tương lai được không? Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em á. Cũng dễ thương. Ok chị ơi. Dạ đó, tưởng tượng cho con kia thế nào? Chắc rất xinh xắn. Rất xinh đúng không? Rất xinh đấy. Em đi với ai không? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ, được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Về phần em gái thì theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Đây, anh có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha.
cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó hay là sợ một cái gì đó là tay em sẽ bị ra mồ hôi, thì anh có phiền đến cái đó không? Không có chuyện đấy thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống. Giống. Em cảm thấy cô này rất hợp, nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói, thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao, nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. Ờ, bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Bây giờ chị cho ảnh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em có không? Có muối nào chưa? Sẽ tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ em kiểm có muối nào chưa. Rờ mần mò kỹ vô coi mấy muối ở trong. Rồng lên, ra muối coi. Có muối nào không? Dạ, cũng có đó. Có không, có dạ, không? Dạ, có. Để được chưa em? Dạ, được. Cơ rồi. Bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À, dạ, thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ, thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh trắng này to không? Em thấy là chắc được đủ xài rồi. Kiểm tra mông. Cứ lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Thì là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to hay không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Hắn thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Tiếng sáo là réo rắc lắm á nha, có thể là rung động lòng người ta đó, làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. Làm lại, nghe coi. Quan điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó, anh nghĩ là làm thế nào để cho mình, tình yêu của mình được bền lâu? Hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ. Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. À, dạ. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ, mình im cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết nở nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn là có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai cả gái, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Cười hoài vậy. Dạ em không biết nói cái câu gì hơn. Không nói gì hết hả? Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái máy, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật. Cô ha. Anh sinh nhật nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em
anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất. Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó. Đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được rồi anh? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi, gì mà lính nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa, thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm. Được ạ. Được đúng không? Vâng ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè, mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? Nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tả nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ, em cũng thích người thổi sáo. Còn anh thì sao? Không, lần đầu tiên thì anh có thể nhìn qua em. Tài rồi giờ không có nói gì được hết trơn á. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hả? Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. À, cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Xin đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau nữa đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Nói không nói mà làm mới quyết liệt quá. Cảm nhận sao em? Em làm nhanh quá, cổ chưa cảm nhận được luôn á. Em run quá. Run quá hả? Dạ. Mùi vị như thế nào? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Đẹp lắm luôn đó. Chúc mừng các bạn. À, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ nhận được món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện nè, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù cho hai bạn có ở xa cách mấy cũng giống như là đối phương đang ngồi trước mặt của mình. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào Thắng, đừng buông ra. Một người khá là tự lập. Nếu mà sau này mà anh có quen em nha thì em là người cực kỳ tuân thủ thời gian. Tức là mình có hẹn hò gì đó thì anh cũng sẽ không phải chờ em đâu. Đúng là xung quanh em cũng có nhiều người tán tỉnh, nhưng mà em cảm nhận được là chưa có sự nghiêm túc và chân thành trong đó. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Wow. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Lê Minh Trường, năm nay là 31 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Dạ và đang sống ở Thủ Đức. Trường dạ. Làm gì Trường? Dạ em làm bên bên bộ phận điều hành sân gôn ạ. Dạ, còn bạn rồi. Bạn giới thiệu về mình đi. À, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả cùng với anh bên kia. Em là Ni, tên đầy đủ của em là Võ Hàng Ni. Hiện em 26 tuổi. Công việc của em đang là sales leader tại nội thất Kelly. Hàng Ni sao cái tên nghe mùi thuốc lá bay vậy? Dạ đúng đó. Giống mùi thuốc lá bay ha. Hồi xưa thì ba em là rất là thích hát cải lương và nói chung hát cũng khá là hay. Và cuối cùng là đặt tên em là theo nhân vật chính luôn. Hèn gì mà em hát cải lương hay không? Em thuộc dạng thích hát nhưng mà toàn hát thôi. Đâu em hát cho mọi người một bài thử coi sao nào. Họ ơi ta cá vàng rừng sâu bên nhau vai kề vai trong tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong anh lan rừng xanh bên thác uốn quanh. Anh nhà ở đâu đây? Cứ tới lui trong tim tôi chẳng biết đường về. Rõ ràng bạn rất là có chất giọng nghe. Nếu mà chị Vân tập hát thì cũng rất là hay nha. Em có biết hát không? Dạ nói chung em hát không hay lắm. Kệ hát đáp bên kia liền luôn. Nhưng lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở đường em. Rồi, cũng được rồi. Rồi. Hai người là này mà đúng chị rồi. Có hát karaoke tập vợt là hay lắm có đó nha. Có năng khiếu đó. Rồi cái điểm mạnh của em là gì?
Điểm mạnh của em thì nói chung em là một người khá là tự lập. Nên nếu mà sau này mà anh có quen em á nha, thì em là người cực kỳ tuân thủ trong thời gian. Tức là mình có hẹn hò gì đó thì anh cũng sẽ không phải chờ em đâu. Sao cái giọng của em có vẻ cũng hơi miền Trung đúng không? Dạ đúng, em là người Phú Yên. Có gần không Linh ơi? Họ ngại Phú Yên thì cũng gần đó. Dạ gần á. Bạn Nam nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho bạn gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em đó là rất là hòa đồng vui vẻ. Nói chung đi chơi thì em hay nói chung tạo tiếng cười cho anh em này nọ. Tính em hay kỹ. Khuyết điểm của em là nấu ăn nói chung không được ngon. Thế khuyết điểm của bạn. Dạ. Nhưng bạn mà gái nấu ăn được không? Dạ không. Nhưng mà được một cái là ưu điểm của em lật ngược lại, tức là em có sự học hỏi và em không có bị giấu dốt. Trước đây thì thực ra là em không biết nấu ăn đâu. Bây giờ thì nấu ăn chưa được ngon và em nghĩ là sau này ngồi vì trở thành một người phụ nữ của xã hội thì em sẽ trở thành một bà nội trợ nữa. Nên anh cứ yên tâm nhé. Okay. Có nghĩa là sẽ học hỏi trong vấn đề đó. Nói nghe nè, đẹp vậy mà sao lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Thực ra là câu hỏi này thì đa số nhiều người hỏi em lắm. Nhưng đúng là xung quanh em cũng có khá là cũng có nhiều người tán tỉnh. Nhưng mà em cảm nhận được là chưa có sự nghiêm túc và chân thành trong đó. Còn bên đàn trai? Đường tình duyên của em thì hồi xưa em có đi coi bói xíu. Coi bói hả? Dạ. Thì thầy bói nói là đường tình duyên của em nó rộng thênh thang lắm. Nghĩa là không có điểm nào để em dừng. Mấy mối tình? Dạ là trải qua là 4 mối tình rồi. 4 mối tình rồi. Trời ơi. Dài nhất là khoảng 2 năm mấy. Mối và tình cũng ít nhất là mấy năm? Là khoảng mấy tháng. Trời ơi, vậy là không phải là mối tình rồi. Bạn gái định tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một người cao tầm 1m7 trở lên. Không cần phải đẹp trai nhưng mà nhìn phải sạch sẽ và có gu một tí. Còn những vấn đề khác như là hói gì đó thì mình có thể xử lý được. Thì nó với em không phải là vấn đề. Cụ thể ra thì em cần một điều kiện cần và ba điều kiện đủ. Tức là hai người ở bên cạnh nhau và có cảm xúc với nhau. Điều kiện đủ thứ nhất đó là anh phải là đàn ông. Điều kiện đủ thứ hai, trong kế hoạch cuộc đời của anh phải có em. Và điều kiện đủ thứ ba, đó là một bí mật. Thì em xin phép sau khi mình kéo rèm thì em sẽ nói. Rồi. Em ơi, dạ. Người ta nói em phải là người đàn ông thuần chủng đó. Có bao giờ bị bạn trai tán tỉnh mình chưa nè? Dạ cũng nhiều lắm. Đó, trời chết. Cái đó cũng hay cho chị, tính tỏ là người đàn ông nó có sức hút. Và em cũng thích. Rồi có bạn gái tán tỉnh hay không nè? Dạ cũng có chị. Có, vậy là có sức hút thiệt rồi em. Có sức hút đó. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào để báo cho đàn gái biết luôn đi. Cao một tí, cao. Khoảng 1m6 trở lên là cũng được. Tính tình thì cũng vui vẻ. Chỉ có giống mẹ em là được rồi. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Ví dụ như ra đường mà đừng có ăn mặc này, đừng có sexy quá hay gì nè. Chỉ vừa vừa thôi được rồi. Vừa vừa hả? Dạ, vừa có phụ nữ của hiện đại và phong cách của truyền thống là sexy chút đỉnh được. Chút, dạ, chút, chút. Nói chung là phải biết kết hợp hài hòa giữa sexy và truyền thống. Em hình dung cái bạn bên đây, bạn mặc đồ có kín đáo không hay là sexy? À, làm sale thì sẽ có một chút sexy. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi chung với chị gái em. À, chị ruột á hả? Dạ. Rồi, chào bên đàn gái. Trời ơi, chị ruột đẹp gái đấy quá à. Em nhìn chị ruột đem suy ra em ruột á. Dạ, em chào anh Viện Linh, chào chị Hồng. Rồi, chào em. Dạ, em thấy thì cũng được, thấy bạn đó thì cũng cao, cũng đủ tiêu chuẩn và tùy vào với đi thôi. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, ông em đi với ai? Dạ, em đi với em, người em thân của em. Người em có ý kiến đi, người em. Dạ, lời đầu tiên xin được chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ, cùng tất cả mọi người ở đây ạ. Em là em của anh Trường. À, thì em thấy bạn nữ bên đây là khá là xinh xắn, dễ thương. Và tiêu chuẩn của bạn nữ bên đây thì theo em thấy thì anh Trường rất là hợp. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta mở rào. Bắt đầu đi. Thì anh xin tặng em, nói chung đáng lẽ là anh định làm hoa tươi. Nhưng mà dạ, hoa tươi thì nó nở rồi nó sẽ tàn. Anh không thích cái điều đó nên em muốn là tặng hoa này để là tượng trưng cho sắc đẹp của em, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Hôm nay em cũng mang một món quà muốn tặng đến anh. Cái này là cuốn sách này có tên là Thói Quen Thành Công của Những Triệu Phú Tự Thân. Cuốn này thật ra là em đọc được trên 3 lần rồi. Em cực kỳ thích cuốn này luôn. Và em có nốt lại một số cái mà em thích. Sau này anh đọc anh có thể nói là những cái anh thích nhưng mà là một màu khác, thì trong đó mình có thể xem là điểm chung của mình được tới đâu. Em có đọc quyển mà Dạy Con Làm Giàu chưa? Em có đọc qua một lần. Anh thì anh thích quyển đó, hồi trước anh đọc quyển đó anh thích nhiều hơn. Còn quyển, quyển này thì anh lần đầu anh đọc anh cái gì anh sẽ đọc sau. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện. Em rất là dễ thương, nói chung rất là dễ thương. Cách nói chuyện của em lúc đầu anh thấy là có rất nhiều hiểu biết và sự tinh tế. À, không biết anh, em thấy anh như thế nào? Thật ra là kiểu người khôn khô túng tú đó. Nói chung là về ngoại hình thì em khá là thích. Về tính cách thì cũng có sự điềm đạm trong đấy. Và nếu mà anh có sự nghiêm túc và chân thành thì em còn có người đàn ông điều đấy nhiều hơn.
Nè em nói là em có cái bí mật nào mà em gặp bạn em nói đó? Điều kiện đủ thứ ba của em tức là không quan hệ trước hôn nhân. Anh nói bạn điều đó nó không quan trọng. Dạ, hy vọng dạ, anh có thể thông cảm em điều đấy. Dạ. Anh sẽ hỏi em một xíu được không? Lúc mà em giận một người á thì em sẽ thường làm gì? Thường thì em sẽ im lặng một chút và lúc đó em sẽ suy nghĩ là tại vì em nghĩ là tất cả mọi vấn đề nó đều có điểm nhược và điểm ưu, và trong một mối quan hệ thì nếu nó có gì đó mâu thuẫn thì chắc chắn là một trong hai người ít nhiều cũng phải có lỗi trong đấy. Vậy đầu tiên em thích nhất là câu tiên trách kỹ hậu trách nhân, tức là em sẽ trách bản thân mình trước là mình sai ở điểm nào, và lúc đấy thì em đúng ở đâu, anh đúng ở đâu, anh sai ở đâu, thì lúc đó mình sẽ giải quyết vấn đề một cách nó. Ví dụ như lúc đó thì nếu mà hai mình giận nhau, em muốn ai là người nhắn tin trước? Em không quan trọng việc ai là người nhắn tin trước, tại vì nếu mà mình coi trọng mối quan hệ này thì em nhắn tin trước cũng chẳng sao, mà anh mở lời trước đối với em cũng càng lại càng tốt hơn, không sao hết. Em nói rồi mà, như em không quan niệm điều gì nó phải tuyệt đối. Ví dụ anh đi với em mà ô cô này xinh quá, nếu mà cô ấy xinh thực thì em xin cắm với anh và em sẽ xem điểm này cô anh ấy thích điểm này nào là cô này em sẽ học tập theo. Hay đó, hay. Đúng là cái quan điểm cũng rất là hay. Dạ. Anh thì nếu mà gia đình thì bình đẳng, phụ nữ cũng như đàn ông, và nói chung công việc này nọ thì chia sẻ nhau mà làm thôi. Còn ví dụ như con cái này nọ thì nó cũng vậy luôn, người chồng thì sẽ dạy bảo về kiến thức, người phụ nữ thì sẽ chăm sóc con cái, anh chỉ cần vậy thôi. Dạ, thì em sẽ đồng ý với anh quan niệm này, tức là mình cùng chung nhau làm tất cả mọi thứ thì nó sẽ có cái hay hơn. Rồi ví dụ như nếu mà có lấy nhau thì anh không thích mình có con sớm. Dạ, yeah, em đồng ý điều này, em thích tại vì sống anh cuộc thích, sống vợ chồng son. Hai người đi đây đi đó du lịch, dạ, này nọ sẽ nói chung sẽ hạnh phúc hơn. Dạ. Sau này mình trong không hối tiếc là tại sao lúc đó mình mới nhau mà lấy nhau mà quen nhau mà không đi đây đi đó, không hiểu biết kiến thức thế giới thì này không hay. Hồi sau này mình có con mình lại sống vì con nữa. Tức là hai đứa đều có sở thích đi du lịch với nhau đúng không? Đi du lịch chung mà đi du lịch chung với nhau mà không có cái chuyện tiền hôn nhân thì làm sao mà... Đúng rồi, chính xác là cho nên cái quan điểm đó về suy nghĩ lại chút xíu đi hả? Hai bạn này nói chuyện mà cái lời ở bên ngoài nó khác hẳn cái đôi mắt nhìn ở bên trong, ngộ lắm. Bên ngoài là hỏi cho qua chuyện thôi, còn đôi mắt hai bạn nhìn nhau cái lời ngầm nó nhiều lắm. Bởi vậy theo tôi là vậy nè, hai bạn đứng lên nắm chặt tay nhau đi, cảm nhận. Các bạn hãy cảm nắm tay nhau nè, đó, cảm nhận coi nè. Cái lời ngầm. Giờ em nhắm mắt lại được không? Nhắm mắt. Ừ, em nhắm mắt lại. Anh không làm gì em đâu. Anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Rồi em giờ em mở mắt ra đi. Để lúc em nhắm mắt em thấy màu gì? Anh nhắm lại lần nữa. Ừ. Em cảm nhận đi, em thấy màu gì? Em thấy đa màu lắm. Sao là đa? Nguyên một đống màu sắc luôn, kiểu như là mình đang có sự hồi hộp ấy, là ánh mắt của mình nó sẽ ảnh hưởng từ điều đấy. À, là em đó là trong cái não em đang suy nghĩ là có vấn đề cái màu sắc hay không. Nó chạy vòng vòng như vậy. Nhưng mà em nhắm mắt lại em thấy, em có thấy tối không? Thấy tối, đèn không? Tối. Đấy là tối. Khi mà cuộc sống của em mà nó không có anh thì nó sẽ như cái màu vậy. Trời ơi. Thính thôi là thính. Hay. Rồi. Hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta đã nói chuyện, đã nắm tay nhau, đã trao đổi với nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Nếu thích rung động thì bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Bấm tay đi hai đứa. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ, cho em nói với một lời nói với đi. Chị gái. Dạ chị, xin chào chị ạ. Dạ thì nói chung em, nếu bạn chị em gái của chị mà quen với em thì em xin hứa với chị là em sẽ quen thật lòng và mang đến hạnh phúc cho em chị. Rồi. Chị yên tâm ha. Nhiệm vụ của mình đi anh trai. Được không em? Anh muốn một người vợ thế này nè. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Xin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á, mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào lãng mạn. Cái vụ này hay rồi nha. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn.
Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào em? Về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở quyền nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu, em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen dạ. nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Em chào anh. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể, chứ cao thấp là thua rồi, hôm nay đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ em. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang luộm thuộm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em 2 lần tắm mới tiếng á chị. Rồi. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất mỗi bao lần lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, lấy nhau về mình lập nghiệp mình sao ở đâu, vợ chồng sao ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở không riêng. Phải làm dâu. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn.
chị bạn rồi. Dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Em thấy ảnh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ, em thấy cháu Ngọc thì ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh con heo bông tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa, em thích heo à? Dạ. Hiền quá. Tại vì anh tuổi con heo. À. Nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Dạ. Nếu mà mình hẹn hò thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ, em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên trên, tay trái hả? Nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Muốn gửi đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Dạ. Rồi bạn em hát tặng lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng bước lẫn nhau, dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đó. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi, phải thả ra về bấm luôn. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn, đồ vậy đó. Còn sao?
Kể gì mà rối quá, ngọt ngào không hiểu gì. Chưa cái rõ. Ngọt ngào nó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói dạ. Nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này dạ. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi chàng trai. Hãy suy nghĩ trai. Thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì à, có phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? À, em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em búng nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Tại vì em trai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn em thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Thiệt luôn. Nó xỉu xỉu rồi, ngồi đi để xỉu rồi cưng. Mời bạn nữ. À, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường ạ. À. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. Và vẫn là vận viên thi đấu. Làm ở đâu? Dạ, em làm ở bên quận 7 ạ, và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác á chị. Em rất là dễ cảm thông cho người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng. Cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây. Có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác. Và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó em nói rồi. Hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi, chứ anh cũng không biết như gì hết. Trời ơi chị, vận động viên của người ta đó. Em phải chạy xong luôn luôn. Dạ, dạ anh đó. Là anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa, hả? Cái gì vậy? Anh đang xả người ra, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị? Giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81, mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ siết xuống lại 20kg. Thôi rồi. Dạ.
xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết ốc tố, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhất là 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao 1m7 à? À nhiều đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. À, còn về tính cách á, thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dị ứng luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Giờ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt. Nhưng mà em có thể lo cho ảnh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, thì em tìm một người bạn gái là dễ thương, hiền, rồi trung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng, ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao, bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Rồi. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao. Trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh họp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng cũng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên PT cá nhân mà chị. À, nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi. Rồi xong rồi có duyên, có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. À, em có thích sống thử không? Dạ, không. Người ta cho thử cũng không luôn? Không. Chắc không? Chắc. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với là chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, dạ. Ta gặp chị cái. À, em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào Quyền chị. Quyền cùng quý vị khán giả. Thế em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau, rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. À, cho em hỏi là anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á, thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm. Cũng dễ thương. Xin rồi, cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe ạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với lại bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi, cho chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ, em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em là, theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị. Rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, em chào anh ạ. Anh tặng dạ, em cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục.
anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không anh hướng dẫn cho em tập luôn? Được không chị? Được, được. Em là coi sẽ tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô trong ngay cái đùi của em. Phần đùi dang rộng, phần chân đứng dang rộng bằng vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau xuống. Squat 1, xuống 2, 3, 4, 10 cái, 4 hẹp vậy cho anh. Dạ. Mọi động tác. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok. Cái đó tập cho ốm đó, cái trường tập lộn đó. Tập cho còn 29kg đi. Em đừng các em khoái kiểu này nè. Tại vì em mê trai mà, nếu bạn em, mấy đứa bạn thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứ thiệt á chị. Đâu cho cô coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi hiện cái muối. Hiện tại là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xíu coi. Em bóp vô cơ coi. Thiệt luôn. Nó xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tinh dân trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh biến chăng. Em tự tin theo nét riêng chỉ cần một mét năm tám, nhưng sao đánh yêu dịu dàng đôi môi thâm xuyên nụ cười. Thôi thì là duyên nếu người thuần thì tôi sát. Thưa chuyện mẹ cho xin được nến vợ chồng. Thương anh đã lâu nên âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. Rồi tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa đến 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà siết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh không có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động em bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng, hoặc là anh nữ mà đừng em hay nhõng nhẽo, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á. Chỉ là thương thiện. Dạ, anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn em tám có con à? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do chờ cho đúng của rồi mình. Tại mình cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán đồ về nọ, rơi điểm rớt rồi này nọ mà cũng không thành, không có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn anh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không. Coi dữ lắm luôn á. Mà em đã có thi đấu lần nào chưa? Có giải thưởng gì chưa em? Dạ em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn Thành phố Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em đi vào top 15 của. Quá dữ rồi ha. Rồi thôi được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi ha cưng ha. Dạ vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
đó, giờ bắt đầu là chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Man không? Man anh. Man thì làm đi. Ông hôn ông sướng mà ông làm cũng như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Đây là chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.